Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo Liên Hợp Quốc, các thành viên của băng đảng Grand Grip đã sử dụng súng trường tự chế để giết ít nhất 70 người vào ngày 3 tháng 10, bao gồm 10 phụ nữ và 3 trẻ sơ sinh. Vụ tấn công xảy ra tại tỉnh Atiponit của Haiti, một trung tâm nông nghiệp quan trọng cách Port-au-Prince Khoảng 50 dặm về phía bắc, nơi bạo lực băng đảng vẫn tiếp tục lan rộng.ít nhất 16 người bị thương nghiêm trọng trong vụ tấn công, bao gồm hai thành viên băng đảng bị trúng đạn trong cuộc đấu súng với cảnh sát Haiti. Liên hợp quốc cho biết các thành viên băng đảng cũng đốt cháy ít nhất 45 ngôi nhà và 34 xe cộ, buộc một số cư dân phải bỏ chạy. Vụ việc này diễn ra đúng vào ngày quốc đảo Caribe này kết thúc giai đoạn một tháng tình trạng khẩn cấp được ban bố từ ngày 4 tháng 9. Trong khi đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chưa quyết định được việc thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình tại Haiti, mà chỉ đạt thỏa thuận gia hạn một tháng kể từ ngày 30 tháng 9, sứ mệnh của Phái bộ Hỗ trợ An ninh hiện mới gồm chủ yếu lực lượng 400 cảnh sát tình nguyện của Kenya. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, hơn 3.600 người đã thiệt mạng trong năm nay do bạo lực băng đảng tại Haiti. Bạo lực cũng là nguyên nhân chính khiến người dân phải rời bỏ nhà cửa ở Haiti. Theo tổ chức di cư quốc tế IOM, có hơn 360.000 người vô gia cư ở Haiti, chỉ riêng trong tháng 3, hơn 53.000 người đã rời thủ đô Port-au-Prince do các cuộc tấn công gia tăng. Theo New York Times, Kiev đến nay đã kêu gọi nhập ngũ khoảng 1 triệu binh sĩ và dự kiến sẽ tăng thêm 200.000 người vào cuối năm. Tuy nhiên, đây là một mục tiêu khó thành hiện thực. Đáng chú ý, các nỗ lực tăng cường nghĩa vụ quân sự ngày càng bộc lộ nhiều vấn đề, bị nghi ngờ nói dối, cưỡng ép và bạo lực. Một viên chức nghĩa vụ quân sự giấu tên ở Odessa cho biết, chúng tôi không huy động được ngay cả 20% số lượng cần thiết. Ông lưu ý, người dân không đủ nhiệt tình và rất ít người phản hồi lệnh tuyển công. Trong khi đó, nhiều đơn vị đang bị ảnh hưởng bởi tham nhũng và tình trạng quản lý yếu kém, khiến nhiều người cảm thấy thất vọng. Theo người lính này, khoản tiền tham nhũng có thể lên đến hàng nghìn đô la Mỹ. Các nhân viên cũng phải đảm nhiệm nhiều công việc cùng một lúc, bao gồm cả việc tuần tra trên đường phố do thiếu nhân lực trầm trọng. Ngoài ra, nhân viên cũng bị đe dọa sẽ đưa ra mặt trận nếu không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong những trường hợp khác, nhiều người đáp ứng lệnh huy động thường được phát hiện không đủ điều kiện phục vụ do các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm lao phổi, viêm gan hoặc HIV. Một người đàn ông 47 tuổi ở Ukraine kể rằng ông đã rất mong được gọi nhập ngũ và ra mặt trận vào đầu cuộc xung đột, nhưng đã bị từ chối vào thời điểm đó và giờ đây không còn mong muốn như vậy. Ông giải thích, chính phủ của chúng tôi không hỗ trợ binh sĩ Binh sĩ không được trang bị phù hợp và bị lãng quên nếu bị thương. Ukraine cũng đã công bố một lệnh tổng động viên vào tháng 2 năm 2022, ngay sau khi xung đột bùng phát. Mùa xuân năm nay, trước những tổn thất ngày một gia tăng, Kyiv đã giảm độ tuổi gọi nhập ngũ từ 27 xuống 25 và siết chặt quy định huy động, buộc các binh sĩ tiềm năng phải đến văn phòng nghĩa vụ quân sự để xác thực dữ liệu. Xung đột ác liệt với Nga khiến cho Ukraine bị tổn thất nhiều binh sĩ khoảng 1 triệu đàn ông phục vụ trong quân đội Ukraine đã trở nên mệt mỏi và kiệt sức. Nhiều người trong số họ đã tham chiến trong 2 năm xung đột với Nga, hàng chục nghìn người tử trận hoặc bị thương. Trong khi đó, cơ cấu dân số của Ukraine hiện nay gây khó khăn thực sự cho họ. Ukraine đang còn rất ít nam thanh niên, nhất là nam giới khỏe mạnh dưới 30 tuổi, xương sống cho hầu hết các quân đội. Ukraine hiện phải cân bằng giữa nhu cầu cung cấp lực lượng để đối phó với cuộc tiến công của Nga và nhu cầu gìn giữ dân số tránh việc làm rỗng cả một thế hệ. Tờ EA Daily của Nga đưa tin, Thổ Nhĩ Kỳ đang cân nhắc khả năng từ bỏ hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga và thậm chí loại nó ra khỏi chương trình phòng không quốc gia. Thời gian qua, Ankara được cho là đã chuyển hướng đạn dược do Shekby cung cấp sang cho Ukraine. Điều này càng thúc đẩy Nga phải phát cảnh báo ngay từ khi Thổ Nhĩ Kỳ nghe nhóm ý định. Theo EA Daily, ban đầu, Ankara khẳng định sẽ không từ bỏ S-400. Tuy nhiên, trong những ngày qua, càng có nhiều báo cáo cho biết họ đang đàm phán bí mật để quay trở lại chương trình tiêm kích tàng hình F-35, GSF, mà Ankara đã bị Mỹ loại ra trước đó. Sau khi đàm phán với Washington, Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ sẽ chuyển trọng tâm từ việc mua máy bay chiến đấu F-16 sang ưu tiên được nối lại việc mua F-35. Theo thông tin từ hãng truyền thông Hy Lạp, Cathy Merini, Mỹ đã đưa ra một đề xuất chi tiết vào mùa hè năm 2024 để giải quyết vấn đề gây tranh cãi về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Đề xuất này sẽ cho phép Thổ Nhĩ Kỳ giữ tên lửa trên lãnh thổ của mình, nhưng thực tế là chuyển giao quyền kiểm soát cho Mỹ. Các quan chức cấp cao của Mỹ đã đề xuất di chuyển các hệ thống S-400 đến khu vực do Mỹ kiểm soát. Tại căn cứ Incelik ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, tờ báo Nga cũng đánh giá những thỏa thuận như vậy không phải bất thường vì Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan từng chấp nhận cho Thụy Điển gia nhập NATO để đổi lấy việc các máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ được hiện đại hóa. Tuy nhiên, đáng chú ý, Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ cân nhắc từ bỏ hệ thống phòng không S-400, mà còn loại trừ hệ thống này ra khỏi chương trình phòng không quốc gia Steel tức vòm thép. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng phủ nhận thông tin Ankara từ bỏ S-400 của Nga để đổi lấy nguồn cung F-35 từ Washington. Sau khi được hỏi Ankara có đang nỗ lực quay trở lại chương trình GSF và tiếp tục mua F-35 hay không, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasa Guler lại trả lời rằng các cuộc đàm phán giữa Ankara và Washington về vấn đề này vẫn đang diễn ra. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fida nói, cả hai bên đều đồng ý rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ có S-400 đang cản trở sự phát triển của quan hệ song phương. Theo EA Daily, hiện có rất nhiều suy đoán về phương thức mà Ankara có thể lựa chọn để quay trở lại chương trình GSF, trong đó có cả phương án Ukraine sẽ nhận được S-400. Một phương án khác là cho phép Mỹ và NATO kiểm tra mổ xe tổ hợp tên lửa này. Tuy nhiên, động thái đó khó có khả năng qua mắt được Moscow do đây là một trường hợp vi phạm hợp đồng nghiêm trọng. Tình hình này cũng làm dấy lên khả năng các hệ thống S-400 có thể được quân đội Mỹ thử nghiệm. Các cuộc thử nghiệm như vậy sẽ giúp lực lượng này hiểu sâu về S-400 của Nga. Nếu đạt được thỏa thuận như vậy, nó sẽ có tác động sâu sắc đến khả năng tác chiến trên không của Thổ Nhĩ Kỳ. Đối với Washington và cộng đồng phương Tây nói chung, việc đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở lại chương trình F-35 sẽ là một động thái có lợi rất lớn cả về địa chính trị và quân sự. Trong khi đó, chuyên trang tin tức quân sự và quốc phòng cho rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc giao S-400 cho Mỹ và Ukraine là dấu hiệu cho thấy nước này đang nổi loạn và phản bội Nga. Trong bối cảnh Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus vừa tới thăm Moscow và các ngợi mối quan hệ giữa hai phía, đồng thời chỉ trích các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Phản ứng trước vấn đề trên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Ankara sẽ không thể bán S-400 nếu không có sự chấp thuận của Moscow, ông Lavrov nói. Trong hợp đồng bán vũ khí, để làm gì đó với sản phẩm được giao dưới chứng nhận này, quốc gia khách hàng được chỉ định là người sử dụng cuối cùng cần phải có sự đồng ý của quốc gia cung cấp vũ khí đó. Giới chuyên gia nhận định, ngoài điều khoản trên, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải cân nhắc thêm về những tác động trong mối quan hệ với Nga, nhất là trong bối cảnh nước này đang xin gia nhập nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS mà Nga là thành viên then chốt và đang giữ vai trò chủ tịch luân phiên. Quân đội Israel đã tuyên bố không kích trại tị nạn Tunkham ở khu bờ Tây và loại bỏ một thủ lĩnh địa phương của Hamas. Phía Palestine nói rằng đây là vụ không kích khốc liệt nhất trong khu vực này trong 24 năm qua. Theo các báo cáo từ Palestine, trong số 18 người thiệt mạng, có một gia đình 4 người, bao gồm hai con của họ. Một phát ngôn viên của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas gọi cuộc tấn công này là một tội ác ghê tởm và một cuộc thảm sát. Một nhà hoạt động trong khu vực nói rằng cuộc không kích của Israel đã đánh trúng một quán ăn uống trong tòa nhà 4 tầng và có nhiều nạn nhân tại bệnh viện. Ít nhất một tên lửa đã bắn trúng một quán cà phê đông đúc ở khu phố Al Hamam trong trại tị nạn đông đúc Tunkam khi người dân tụ tập ở đó. Quân đội Israel đã xác nhận cuộc không kích ở miền Bắc bờ Tây, mô tả đây là một hoạt động chung do lực lượng an ninh nội địa Sinbad và không quân thực hiện. Đây là lần đầu tiên Israel thực hiện một cuộc không kích bằng máy bay chiến đấu ở bờ Tây. Kể từ cuộc xung đột Israel Palestine thứ hai diễn ra từ năm 2000 đến năm 2005. Trong khi đó, lãnh tụ tối cao Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố Iran sẽ thực hiện bất kỳ nhiệm vụ liên quan nào nhằm chống lại Israel bằng sức mạnh và sự kiên cường. Iran gần đây cũng đã phóng loạt tên lửa tốc độ cao vào Israel. Đây là cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay của Tehran và Tel Aviv. Các đợt tấn công bằng tên lửa của Iran diễn ra sau khi israel ám sát thủ lĩnh hezbollah hassan nasrallah ông khamenei cho biết cuộc tấn công trên chỉ là hình phạt tối thiểu trong khi israel vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc sẽ phản ứng như thế nào nhưng trong những tuần gần đây nhà trắng đã nhiều lần bị bất ngờ trước các quyết định của tel aviv thủ tướng netanyahu ra lệnh không kích hạ sát thủ lĩnh hezbollah hassan nasrallah từ một phòng khách sạn ở new york ngay cả khi các quan chức mỹ tại liên hợp quốc cách đó vài dãy nhà đang cố gắng ngăn chặn một cuộc chiến tranh lan rộng ở trung đông Quy định phê chuẩn cuộc không kích ngày 27 tháng 9 được đưa ra khi lãnh đạo Israel đang ở trên lãnh thổ Mỹ mà không báo trước cho Nhà Trắng đã cho thấy sự chia rẽ ngày càng tăng giữa chính phủ của ông Netanyahu và Nhà Trắng. Đầu tháng 9, đặc phái viên Nhà Trắng Amos Hostein đã gặp các quan chức Israel tại hầm trú ẩn của quân đội Israel ở Tel Aviv để thúc giục họ không tiến hành một chiến dịch quy mô lớn chống lại Hezbollah ở Liban. Ông cố gắng thuyết phục họ hãy để nỗ lực của Mỹ làm trung gian cho một thỏa thuận nhằm đẩy Hezbollah ra xa biên giới phía bắc Israel có cơ hội. Nhưng chỉ vài giờ sau cuộc gặp của đặc phái viên Hochstein với Thủ tướng Netanyahu, hàng trăm máy nhắn tin do các chiến binh Hezbollah sử dụng đã phát nổ trên khắp Liban. Ngày hôm sau, hàng trăm bộ đàm của nhóm này tiếp tục phát nổ. Các nhà phân tích cho biết, những nỗ lực của Mỹ nhằm kiềm chế Israel ở Gaza chỉ mang lại kết quả hạn chế. Trong gần một năm qua, các quan chức cấp cao của ông Biden liên tục tới Trung Đông để ngăn chặn cuộc chiến của Israel chống lại Hamas ở Gaza gia tăng thành một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Washington cho rằng nỗ lực của họ đã có tiến triển, thỏa thuận cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza và việc Israel rút bớt lực lượng khỏi giải đất này là bằng chứng cho thấy Tel Aviv sẵn sàng lắng nghe những cảnh báo của Mỹ. Nhưng khi Israel nắm được cơ hội để giáng đòn vào Hezbollah, ông Netanyahu đã liên tục phớt lờ lời kêu gọi kiềm chế của Mỹ. Tất cả những điều đó cho thấy Mỹ đang bất lực trước Israel.